Chào mừng các bạn đến với bài luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ vào năm 2020, nữ mạng, sanh năm 2002. Nhâm Ngọ, 19 tuổi, nữ mạng, sanh từ ngày 12 tháng 2 năm 2002 đến ngày 31 tháng 1 năm 2003. Mạng, dương liễu mộc, tức cây dương liễu. Tướng tinh, xương con ngựa, tướng tinh con rắn. Thông tin tử vi tuổi Nhâm Ngọ vào năm 2020, nữ mạng. Mạng mộc gặp năm thổ là khắc xuất, trung bình, chủ về, vất vả. Sao kế đô, xấu, rối rắm, nạn tai. Hạn thiên tinh, rối rắm, tranh chấp. Vận niên, khuyển cuồng không, xấu. Thiên can, nhâm gặp canh, tương sinh, có lợi. Địa chi, ngọ gặp tí, tương xung, ốm đau, khó khăn. Tổng quan tử vi vào năm 2020 đối với tuổi Nhâm Ngọ, nữ mạng, sanh năm 2002. Xét về phương diện tình cảm không được tốt, có sự bất hòa về phần tình cảm và có sự chia ly. Xét về phương diện sức khỏe nữ mạng, trong năm nay, quý em phải chú ý tuyệt đối về sức khỏe, nhất là bệnh về khí huyết, hay phải đặc biệt chú ý miền sông nước cẩn thận. Xét về phương diện học hành, có thêm tin vui về đường học hành, đạt kết quả cao và học thêm được nhiều môn khác. Về tài chính tiền bạc của quý em Nhâm Ngọ, tiền bạc tuy chưa làm ra bao nhiêu nhưng cũng biết cách chi tiêu cẩn thận. Nữ Nhâm Ngọ vào năm Canh Tý hợp màu gì? Về màu sắc thì tuổi Nhâm Ngọ nên dùng màu trắng, tránh dùng màu vàng hay màu đỏ nhiều. Luận vận mệnh tử vi tuổi Nhâm Ngọ, nữ mạng vào năm 2020. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Nhâm Ngọ, nữ mạng vào năm Canh Tý. Sao kế đô, tức thổ tinh. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngã không mong tao phùng, tháng 3, tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng sát thân. Giải nghĩa là sao xấu, hung tinh của nữ giới thường đem lại tai nạn, hao tài, tốn của, tan khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn rầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc không may. Xấu nhất là vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Tử vi nữ sanh năm 2002 vào năm Canh Tý gặp hạn gì? Hạn thiên tinh, xấu. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời triệu tiếng thình lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắt phải dạ tai ngục hình. Giải nghĩa, gặp hạn thiên tinh thì nên đề phòng chứng ngộ độc. Đi ra ngoài thì cẩn thận gặp chuyện tai bay vạ gió. Ra ngoài cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vận niên tử vi tuổi Nhâm Ngọ sanh năm 2002 vào năm Canh Tý nữ mạng. Khuyển cuồng phong là chó bị gió dữ. Gặp một năm không tài lộc, kém sức khỏe, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu. Có thể sẽ gặp nhiều tai nạn, nhưng can đảm sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Cung đặc mệnh tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng có các sao: Quốc ấn, hoa cái, long trì, đế vượng, tướng quân, quan phù, lưu hà, thiên la, tuần. Đây là bộ sao chủ về có tin vui về đường học hành, tuy nhiên ra ngoài chú ý cửa quan pháp lý. Cung xung chiếu tử vi nữ sanh năm 2002 có các sao: Phượng cát, giải thần, thai, phục binh, điếu khách, quả tú,
địa võng. Đây là bộ sao chủ về tình cảm không được tốt, chú ý cẩn thận bị đưa vào trong vòng chuyện tình cảm. Cung nhị hợp tử vi tuổi Nhâm Ngọ có các sao: Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có chuyện buồn đưa tới, có người già, ốm. Cung tam hợp tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng có các sao: Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ, Thái Tuế, Mộ. Đây là bộ sao chủ về trong người có bệnh và có sự di chuyển nơi ở. Hướng dẫn hóa giải vận hạn tử vi tuổi Nhâm Ngọ vào năm 2020 nữ mạng. Nữ Nhâm Ngọ vào năm Canh Tý gặp sao xấu hóa giải ra sao? Sao Kế Đô tức Thổ Tinh. Đầu năm nên cầu an hay giải hạn mỗi tháng hay vào các tháng kỵ là tháng 1, tháng 3, tháng 9 âm lịch. Và nên cúng vào ngày 28 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ. Thắp 21 ngọn đèn lại về hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi: Thiên vĩ cung phân kế đô tinh quân. Rồi khấn: Cung thỉnh thiên đình, bảo vĩ cung đại thánh, thần vĩ kế đô tinh quân vị tiền. Kế đô tam cũ bi ai, 18 ngày này cờ vàng kéo ra, 22 ngọn đèn sáng lò, chánh tay là hướng lại qua mặt trời. Nữ Nhâm Ngọ vào năm Canh Tý gặp hạn xấu hóa giải ra sao? Để hóa giải cái xấu của sao hạn thiên tinh gây ra, thì khi làm bất cứ việc gì nên hỏi trước về công việc đó và nhờ mọi người xung quanh tư vấn để tránh khỏi sự tranh chấp. Vận mệnh nữ Nhâm Ngọ sinh năm 2002 vào năm Canh Tý bị sao chiếu xấu và cách hóa giải. Để hóa giải sao xấu do cung chiếu gây ra thì quý em hạn chế đi chơi và đi cùng các bạn bè. Kết luận tử vi Nhâm Ngọ, nữ mạng sinh năm 2002 vào năm Canh Tý. Năm Canh Tý, nữ Nhâm Ngọ không được tốt. Đây là năm xung với tuổi, cho nên trước khi làm bất cứ việc gì nên suy nghĩ cẩn thận. Ra ngoài thì phải chú ý xe cộ. Nữ Nhâm Ngọ, các tháng có vận số tốt là tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Tháng có vận số xấu là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Sau đây là luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng, sinh năm 2002 vào năm Canh Tý theo 12 tháng âm lịch. Tháng 1, đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên có nhiều chuyện không tốt đưa tới. Tháng 2, tháng này tình cảm có sự vui, may, tuy nhiên học hành không tốt. Tháng 3, trong nhà thiếu hòa khí, chú ý ăn uống mà sinh ra bệnh tật. Tháng 4, tình cảm không được tốt, có sự chia ly mỗi người một nơi. Tháng 5, trong nhà thiếu hòa khí, tháng này quý em chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tháng 6, chú ý có bệnh về đau dạ dày hay đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 7, không nên giao du với bạn bè nhiều, chủ về thị phi và chuyện không may. Tháng 8, có tin vui trong họ hàng và trong gia đình công việc bố mẹ gặp nhiều may mắn. Tháng 9, có lọc về tiền bạc do người khác đưa tới, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tháng 10, tháng này quý em chú ý tuyệt đối bệnh về phụ khoa và sức khỏe. Tháng 11, có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên tình cảm có người phá hoại. Tháng 12, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, việc học hành không được tốt.
Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Nhâm Ngọ vào năm 2020, nữ mạng, sanh năm 2002 là một năm khá vất vả. Tất cả mọi việc đều không được như ý muốn. Ra ngoài thì bị người khác lợi dụng tình cảm và bị phá hoại hoặc đưa vào chồng đối với chuyện tình cảm. Ngoài ra, trong năm nay, quý em chú ý tai nạn miền sông nước và sức khỏe kém. Chúc quý em có một năm Canh Tý thuận buồm xuôi gió. Khi đã nghe được những thông tin tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng để có thể tránh hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng vào năm 2020. Nếu thấy thông tin bổ ích, hãy nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng tham khảo.